Tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương để triển khai nghị quyết của Quốc hội về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ yêu cầu thay đổi chính sách ưu tiên về vaccine phòng COVID-19. Theo đó, ngoài các lực lượng tuyến đầu, tình nguyện, các tổ COVID-19 cộng đồng, người cao tuổi, những người tham gia vào các chuỗi cung ứng sản xuất, Thủ tướng tán thành việc phải ưu tiên vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng kêu gọi các địa phương trên cả nước chia sẻ ưu tiên vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành phải quyết liệt thực hiện chiến lược vaccine, đặc biệt là đẩy mạnh ngoại giao vaccine, hợp tác công tư để mua được nhiều nhất, nhanh nhất có thể, tổ chức tiêm kịp thời, hiệu quả, an toàn. Theo Bộ Y tế thì đến nay cả nước đã tổ chức tiêm chủng được gần 6 triệu liều vaccine phòng COVID-19.